Thì thực sự là mọi người nhìn thấy thành công ngày hôm nay thì mọi người nói rằng là tại vì cho khi anh may mắn anh quen biết người này người kia, anh có được cái công việc ở chỗ này chỗ kia ổn định. Đồng ý với các bạn rằng là tôi có một cái công việc ổn định, nhưng mà để đến thành công thì các bạn biết là tôi cũng đi từ một cái nhân viên gọi là thấp kém nhất ở trong công ty lúc mà mới bước vào. Để mà muốn chứng tỏ với mọi người cái năng lực tôi có thể làm được công việc thì tôi cần phải làm cực kỳ nhiều thứ. Nhưng tôi nói với các bạn rằng là chả có thứ thành công nào gọi là may mắn qua đêm cả. Cảnh 1, bắt đầu. Bắt đầu chưa? Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Alexander Phạm và tôi là nhà kinh doanh, nhà đầu tư và là giám đốc. Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay tôi rất là vui được chia sẻ với các bạn về một cái thành tựu nhỏ của tôi. Đó là kênh channel của Thái Phạm rồi chính thức đạt 100.000 sub. Và tôi mong muốn làm một cái video đặc biệt như là một cái món quà để dành, để mà có thể tặng lại tất cả những người bạn của tôi, những người đã ủng hộ tôi trên kênh channel này. Và thực sự với các bạn là khi làm cái video này, tôi nghĩ rằng là trước khi đạt 100.000 sub, tôi nghĩ làm cách nào tôi có thể celebrate, tức là ăn mừng cái 100.000 sub này. Nhưng tôi nghĩ là về cơ bản thì 100.000 sub hay là 1 triệu sub hay là 500.000 sub hay là 300.000, 200.000 sub gì đó, nó cũng chỉ là một cột mốc rất là bình thường. Và tôi nghĩ rằng là các bạn khi ủng hộ kênh channel của tôi thì đều mong muốn là làm nào nhìn thấy cái channel này nó phát triển và mong muốn tôi mang lại nhiều giá trị cho các bạn hơn nữa. Rất là nhiều người hiện nay đã nhắn tin cho tôi, hỏi tôi rằng là anh ơi, bây giờ em học cấp 3 xong á, thì em muốn là em trượt cấp 3 rồi, bây giờ anh nghĩ là em phải làm gì đây? Cái thứ hai nữa là một số người bạn nói với tôi rằng là anh ơi, bây giờ anh có thể làm một cái video khuyên cho em rằng là bây giờ em thất tình và em đang ở độ tuổi 22 tuổi, mới ra trường, không biết làm cái gì cả, thì có một cái video nào gợi ý cho em con đường, cái hướng đi hay không? Hoặc là anh ơi, bây giờ em mới khởi nghiệp, em bị bạn em lừa, mất tiền, và 200 triệu tiền tiết kiệm của em với lại người bạn của mình, em đã đưa cho người bạn của mình và đã bị biến mất. Rồi em khởi nghiệp 2-3 lần rồi em thất bại, thì anh có cái lời khuyên nào dành cho em hay không? Còn hàng trăm những cái câu hỏi khác nhau nữa, bởi vì mỗi một ngày tôi nhận được từ inbox, từ email của tôi hàng trăm cái những cái email khác nhau, cũng như những cái inbox ở trên kênh Facebook của tôi, fanpage, rồi YouTube channel của tôi, những cái comment hỏi tôi về cái đầu tư, về mã cổ phiếu đầu tư. Và cũng như là mọi người cũng chúc mừng cho tôi, mọi người nói rằng là anh thật là may mắn, anh thật là nhiều kiến thức và chắc hẳn là anh học được nhiều thứ lắm, anh may mắn anh có được cuộc sống ngày hôm nay, và anh cho em cái lời khuyên rằng là em sẽ làm như thế nào. Thì sự thực khi mà nghe những cái comment, những cái chia sẻ như vậy, thì đối với bản thân tôi nghĩ rằng là tôi cảm thấy đầu tiên thì tôi rất là đồng cảm cho những người bạn đó, nhưng một lúc sau tôi lại cảm thấy rằng là nó cũng hơi buồn một chút xíu. Mặc dù bây giờ khi mà nói chuyện với các bạn thì tương đối là vui tươi và cười, bởi vì vui là bởi vì mình mới được cái nút bạc ấy, cái nút 100.000 sub. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các bạn tìm đến với mình bởi vì các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà trước giờ các bạn không biết hỏi ai. Nhưng mà khi bạn hỏi tôi như vậy, tôi cảm thấy rất là buồn. Cái lý do tôi buồn ấy là bởi vì là tôi nghĩ rằng là các bạn chỉ cần tôi trả lời một cái câu hỏi để một lần nữa khẳng định với bạn rằng là cái việc bạn không tiếp tục cố gắng, bạn không cần làm ấy, nó là quyết định đúng. Hoặc là bạn đang tìm đến một cái người để nói cho các bạn rằng là liệu cái việc thất tình của bạn hoặc là bạn trượt cấp 3 đấy là một việc không có gì ghê gớm cả. Rồi bạn tốt lắm, bạn không sao đâu, bạn cứ làm những cái việc của bạn làm đi, rồi thì mọi thứ thì cũng ổn thôi. Sự thực rằng là tôi không bao giờ giúp người khác để trở nên giàu có hơn bằng những tư duy tích cực theo kiểu tôi nói gọi là thủ dâm tinh thần như vậy. Hay là để nói với các bạn một cái câu nói rằng là các bạn cứ cố gắng lên, nỗ lực lên, rồi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi, mà không cần phải làm gì cả. Thế sự thực thì tôi không nghĩ như vậy, cho nên tôi làm cái video này, và tôi muốn làm cái video này để mà không những nói với các bạn là các bạn phải nhấc mông lên, hành động đi và làm, mà tôi cũng muốn nói chứng minh cho các bạn thấy rằng từ cái hoạt động của tôi rằng là thành công nó không phải là một cái thứ gì đến với bạn trong một đêm, hay là thành công nó không phải là cái thứ có thể đến với bạn ngay lập tức chỉ với một vài những hành động. Chẳng hạn như bạn muốn làm giàu, bạn muốn đầu tư, bạn muốn kinh doanh thì chẳng hạn, thì không thể nào là chỉ cái một cái hành động đầu tiên đó là bạn đem tiền bạn hùn hạp với bạn bè một lần đầu là bạn thành công ngay.
sẽ có một vài người thành công ngay, và sau đó thì các người bạn nói với người đó rằng là ôi mày thật là may mắn. Tôi nói với các bạn rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chả có cái quái gì gọi là may mắn cả. Sự thực rằng bản thân tôi cũng là một cái người mà thất bại cực kỳ nhiều lần, và tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái video về 3 cái thất bại SML, 5 cái thất bại SML của tôi ở trong cái video trước, và các bạn có thể xem được, là các bạn có thể coi lại. Nhưng mà thực sự tôi không tin một cái điều gì đó thành công sau một đêm. Tôi nói thí dụ như là cái channel Thái Phạm này của tôi chẳng hạn, thì cái channel Thái Phạm này của tôi bây giờ các bạn bắt đầu biết đến tôi, và các bạn biết đến tôi từ lúc mấy chục nghìn sub, thì các bạn thấy rằng là bây giờ cái channel của tôi phát triển thật là lớn mạnh, anh ấy thật là giỏi, hoặc là bạn nghĩ rằng là tôi có một cái phép màu gì đấy để có thể tăng cái kênh channel của mình lên subscriber nhanh như vậy. Rồi các bạn vừa ngưỡng mộ, các bạn vừa ghen tị, và đồng thời cũng là vừa chúc mừng tôi, nhưng mà là cũng đồng thời là nói rằng tôi là một người may mắn. Nhưng các bạn có biết không, khi mà quay cái video này, tôi muốn nói các bạn rằng là 7 tháng trời tôi làm cái video, tôi đã thực sự với các bạn là từ zero sub, không subscriber, không người theo dõi, cho đến bây giờ, trong 7 tháng đầu tiên tôi có được khoảng tầm 7.000 người theo dõi. Không biết nói như nào nhưng mà nó cũng chỉ có vài trăm người coi. Có những video chỉ có vài chục view, có những video thì vài chục người theo dõi. Có những video thì có được lên gần 1.000 người theo dõi. Nhưng mà nó không là gì cả. Và gần như 7 tháng trời tôi không thấy cái kênh của tôi phát triển một tí nào. Nhưng sau đó thì khi mà cái kênh nó đạt được mức 10.000, rồi 20.000, 30.000 thì tốc độ phát triển của kênh nó nhanh hơn rất là nhiều. Và tôi lại càng thấy là cái triết lý của cái chuyện là sẽ không có cái gì thành công trong một đêm, mà đó là đến từ sự bền bỉ, nỗ lực liên tục. Rồi ngay cả cái thành công của tôi nó đến từ những thất bại gọi là SML của tôi trong quá khứ chẳng hạn. Để tôi kể các bạn nghe một điều, một cái video này nó mang tính chất tự sự hơn là cái celebration 100.000 sub. Đó là tôi sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, mà các bạn không phải nói là để nghe tôi kể nghèo kể khổ với câu chuyện là tôi nghèo như thế nào, tôi ra làm sao. Nhưng mà các bạn biết không, tôi sinh ra một gia đình phải nói là nghèo, nghèo cực kỳ đặc biệt. Đó là cái xóm của tôi ấy, là gồm thành phần gồm công nhân, nông dân, đúng không? Những người thợ mỏ, những người thợ lò, những người lái máy xúc, những người mà lái xe ben ở mỏ than Hà Tu, Quảng Ninh, rồi mỏ Hạ Lầm. Rồi các bạn biết là có những cái người là xì ke ma túy, hút chích cái điếm. Từ đầu xóm, từ gọi là chân dốc dạp cho đến cái chân nhà tôi thì trải qua rất là nhiều những cái nhà, những cái hộ gia đình khác nhau. Họ cũng nghèo, trông rất là rách nát. Rồi bản thân tôi khi mà tôi nhìn lại cái quá trình phát triển của tôi, và nhiều người nói với tôi là tôi là người may mắn, đúng tôi là người may mắn thật sự, nhưng mà khi mà sinh ra trong một cái môi trường nghèo đói như thế thì tôi nghĩ rằng là cái số phận nó cũng không bạc đãi sinh ra tôi để tôi sẽ chết giống như tất cả những người bạn của tôi. Những người bạn đã bị chết vì ma túy ở trong độ tuổi sinh năm 1980 cho đến năm 1985 thì tất cả, hầu hết những người bạn của tôi, hai mấy người cởi trần đá bóng với tôi đã chết. Thì tôi không muốn rằng là tôi trở thành một trong những cái người như vậy. Và tôi đã thay đổi, nhưng cái sự thay đổi của tôi không thể đến là từ ngay lập tức được, mà tôi chỉ nghe thấy là mẹ của tôi nói rằng là học giỏi thì sẽ thoát ra khỏi cảnh này. Cô giáo chủ nhiệm cấp 1, cấp 2 của tôi nói với tôi rằng là học giỏi thì cũng sẽ thoát ra khỏi này, cảnh này. Và rất nhiều gương học giỏi và thành công. Do đó tôi chỉ biết là học giỏi, nhưng mà học giỏi xong cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi sao nữa, vào đại học thì thấy một thế giới hoàn toàn khác. Rồi đại học ra trường xong thì cũng thế giới hoàn toàn khác. Ở Hà Nội rất là cơ cực như vậy, và vào trong Sài Gòn cũng một thân một mình. Thì thực sự là mọi người nhìn thấy thành công ngày hôm nay thì mọi người nói rằng là tại vì trong khi anh may mắn, anh quen biết người này người kia, anh có được cái công việc ở chỗ này chỗ kia ổn định. Đồng ý với các bạn rằng là tôi có một cái công việc ổn định, nhưng mà để đến thành công thì các bạn biết là tôi cũng đi từ một cái nhân viên gọi là thấp kém nhất ở trong công ty lúc mà mới bước vào. Để mà muốn chứng tỏ với mọi người cái năng lực tôi có thể làm được công việc thì tôi cần phải làm cực kỳ nhiều thứ và làm nhiều việc lắm. Các bạn biết không, từ những cái việc rất là nhỏ như là photocopy, rồi chở sếp của mình đi đây đi đó để làm cái công việc, rồi làm những cái thứ như đánh máy, rồi làm những cái thứ gửi công văn, hay là làm tờ trình, hay là đi ra thị trường để xem xét từng cái nhỏ nhỏ xem là đối thủ làm gì, rồi mình học được gì từ đối thủ. Rồi sau này khi mà làm với Happy Life, các bạn thấy rằng những cái thứ mà Happy Life đang có ngày hôm nay thì các bạn chỉ nghĩ rằng là ồ, chúng tôi xây được một cái cộng đồng gần 30.000 người rất là mạnh như vậy, vậy làm nào để chúng tôi thành công như thế, rồi tại sao chúng tôi có thể làm những cuốn sách như vậy, vân vân, rồi tôi có thể có được những lớp học như vậy.
rồi bao nhiêu nghìn sắp theo dõi như này, các bạn thấy rằng là thành công của tôi dường như là một sự may mắn và qua đêm. Nhưng tôi nói với các bạn rằng là chả có thứ thành công nào gọi là may mắn và qua đêm cả. Nó là một cái nỗ lực tuyệt vời mà của đội ngũ của tôi, của những người cộng sự của tôi, làm việc rất là chăm chỉ ngày đêm. Ngay bản thân tôi chẳng hạn, đó là tôi thức dậy từ lúc 4 rưỡi sáng để thiền, để đọc tin, để điểm tin. Điểm tin các bạn, để các bạn có được cái tin tức và gọi là điểm tin tài chính vào mỗi một khung giờ từ 6:30 hàng ngày cho đến 7:00 hàng ngày trên cái cộng đồng Happy Life đó. Đó là cả một cái nỗ lực nó kinh khủng. Tức là cái nỗ lực này là cái nỗ lực mà tôi nói với các bạn rằng là chính bản thân tôi là trong lúc ốm đau, hay là trong lúc mà tôi có mệt mỏi hay đi công tác, hay là lệch múi giờ, tôi đang ở châu Âu tôi bị lệch múi giờ, ở Mỹ tôi bị lệch múi giờ chẳng hạn, thì tôi vẫn ngồi và tôi điểm tin, tôi viết cho các bạn. Sự thực rằng là đó là những cái thành công nó đến từ những cái nỗ lực bền bỉ. Nó là những thứ mà tôi nói các bạn rằng nó là những thứ mà bền bỉ không ngờ. Các bạn không ngờ tới cái chuyện là câu chuyện thành công nó là kết quả cái nỗ lực của hàng giờ lao động miệt mài, hàng ngàn giờ lao động miệt mài. Và thực sự là khi quay cái video này, tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn, để các bạn thấy rằng là các bạn sẽ không thể có giàu nhanh được đâu. Ngày hôm nay thì trước khi quay video này, tôi có một cái phỏng vấn ở bên trên một cái show khác của một người bạn tôi trên podcast. Thì người bạn tôi có hỏi rằng là phần lớn những người ở Việt Nam nói rằng là cái đào tạo thành công làm giàu từ kinh doanh, làm giàu từ chứng khoán, hay là lớp học đa cấp rất nhiều, tôi có bị cạnh tranh hay là tôi có bị khó khăn gì về cái câu chuyện truyền cảm hứng, rồi cái câu chuyện là một người có một cái ác cảm với chuyện làm giàu hay không. Thì tôi nói thật sự các anh chị rằng là vì mọi người đang làm nó không đúng, cho nên là cho nên là cái xã hội nhìn nó mới không chuẩn. Bởi vì tôi chưa bao giờ nói làm giàu là dễ dàng. Trong tất cả những lớp học của tôi, trong video của tôi, nếu các bạn quan sát đều được nói rằng là làm giàu là một cái công việc kinh doanh, một cái môn thể thao nó trí tuệ cực kỳ khó. Và làm giàu đúng nghĩa, làm giàu thực tế là một cái công việc cực kỳ khó. Và để có giàu có thì bạn cần phải có một cái nỗ lực rất là ghê gớm. Bạn hãy nhìn những tấm gương của những cái người mà như là David Beckham, hay là Cristiano Ronaldo, hay là Messi. Bạn thấy rằng họ có tài năng, đúng là họ có tài năng thực sự, nhưng mà bạn phải hiểu rằng họ có tài năng nhưng mà họ cần phải rèn luyện hàng giờ, hàng nghìn giờ. Sau những cái buổi tập mà chính thức cùng đồng đội thì Cristiano Ronaldo và rất là nhiều những người khác thành công trên thế giới như là Frank Ribery, Messi, hay là Michael Jordan, hay là Tiger Woods, tập luyện miệt mài, tập luyện chăm chỉ miệt mài, không biết mệt mỏi sau giờ làm việc. Và họ tập từ sáng đến tối, cho thậm chí trong cả giấc ngủ họ cũng mơ làm thế nào họ trở thành siêu sao, làm thế nào họ trở thành những người mà thành công hơn. Thì đây là một thứ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là sự nỗ lực bền bỉ, không mệt mỏi. Và cái kênh channel của tôi khi nó đạt 100.000 sub, từ 7 tháng đầu nó chỉ được 7.000 sub, thì tôi mới nói với các bạn rằng đó là nỗ lực của sự bền bỉ, mệt mỏi. Và chúng tôi tập trung vào nội dung, tập trung vào những thứ mà chúng tôi có thể cống hiến, mang lại cái điều mà tốt nhất cho khán giả của mình. Và khán giả của mình khi mà cảm thấy cái kênh channel của mình có ý nghĩa, tôi tin rằng họ sẽ chia sẻ cái kênh channel này cho nhiều người. Và sứ mệnh của tôi đó là thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên thành công hơn. Và tôi cũng đã có xây dựng cho mình một cái podcast channel. Và tôi nghĩ rằng là bạn chưa xem, bạn đang xem video này, nếu bạn muốn nghe không thôi, khi bạn lái xe, bạn chạy bộ, hoặc là bạn nghe đi taxi, bạn có thể đeo tai nghe, thì bạn cũng lên trên podcast channel của Apple, Spotify, Anchor, hay là trên SoundCloud, thì bạn có thể search Thái Phạm podcast, thì bạn có thể nghe cái channel này của tôi. Tất cả những cái đó đều mang một cái sứ mệnh, đó là tôi mong muốn được phục vụ cộng sự, phục sự cộng đồng bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi. Và tôi không tin bất cứ một cái thành công nào nó là đến từ sự may mắn. Và nếu như bạn khi xem cái video này, bạn sẽ thấy rằng là cái việc của tôi làm, tất cả những gì, sự chăm chỉ của đội ngũ của anh em Happy Life, hay là những đội ngũ của tôi làm cùng với tôi, đó là những thứ mà các bạn mong muốn, bạn muốn nó tiếp tục tồn tại, muốn phát triển, thì bạn hãy ủng hộ nó. Và thực sự tôi có một lời đề tặng cuối cùng trước khi mà tôi dừng cái video này của mình ở đây, đó là tôi mong muốn các bạn hãy thực sự đừng bao giờ đặt những câu hỏi là em có nên bỏ cuộc hay không, hoặc là em không hợp với cái nghề này, hoặc là bố mẹ em ép em học cái này mà em lại muốn học cái này.
tôi chỉ muốn nói với bạn rằng là các bạn hãy theo đuổi cái đam mê của mình, hãy làm việc rất là chăm chỉ, hãy nhấc mông lên, hãy làm đi. Nếu sai thì chúng ta làm lại, chúng ta học từ những người giỏi nhất, chúng ta mong muốn học từ những người giỏi nhất và vận dụng những người giỏi, những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm của người khác, tôi gọi là OPE, tức là other people experience, tức là vào những kinh nghiệm người khác vào trong mình. Những thất bại của Thái Phạm bạn có thể học từ nó, bạn không nhất thiết phải trải qua những thất bại của Thái Phạm. Bạn có thể học bài học thành công của tôi, bạn có thể học những cái bài học về cái sự kiên trì của tôi trong 7 tháng tôi làm YouTube, hay bất cứ lĩnh vực nào tôi chạy bộ chẳng hạn. Bạn hãy học ở đó. Và đừng hỏi là có nên dừng hay không. Tôi sẽ không trả lời cho bạn câu hỏi là bạn nên dừng cái việc bạn đang làm hay là bạn không có hợp đâu, hoặc là bạn rất béo. Tôi không muốn nói với các bạn hay bạn mập, bạn béo thì tôi không quan tâm. Mà bạn hãy quyết tâm. Khi mà bạn quyết tâm thì bạn hãy làm điều đó. Và tôi muốn nói với các bạn rằng là có một câu mà tôi muốn tặng các bạn trước khi chúng ta chia tay nhau. Đó là đừng bao giờ đi dự báo tương lai. Đừng bao giờ hỏi tương lai của mình như thế nào. Cách tốt nhất để bạn có thể dự báo tương lai và hỏi tương lai của mình như nào, đó là sáng tạo ra tương lai. Creating the future. Hãy tạo ra cái tương lai của riêng mình bằng những hành động nhỏ nhặt, đều đặn, bền bỉ mỗi ngày. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và khi bạn nghe đến đây, nếu bạn thấy thích cái kênh channel của tôi và đã chúc mừng tôi là đạt được 100.000 sub, hãy để lại lời tin nhắn ở phía dưới chúc mừng tôi đạt 100.000 sub, và tôi sẽ mong muốn phụng sự các bạn nhiều hơn nữa. Hãy để lại comment cho tôi biết rằng là bạn mong muốn tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn về video tiếp theo, chủ đề gì, chủ đề nào bạn mong muốn tôi chia sẻ với bạn. Hãy để lại dưới comment, hãy chúc mừng tôi. Bởi vì khi bạn chúc mừng tôi, bạn để lại comment, điều đó có nghĩa là bạn cũng là người rất là khao khát thành công. Và đồng thời, những người trong thói quen của Bí Mật Tư Duy Triệu Phú đều nói với chúng ta rằng là những người mong muốn thành công của người khác và vui với sự thành công của người khác sẽ là người thành công hơn tất cả những người khác. Các bạn phải hiểu được điều đó. Và khi bạn không ghen tị, bạn vui mừng với sự thành công của người khác, thì bạn sẽ tìm và đặt ra câu hỏi đúng, đó là làm thế nào để bạn có thể thành công giống như những người mà người ta đang thành công, và có thể học được từ những kinh nghiệm của người khác. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh channel của Thái Phạm, và Thái Phạm mong sẽ phục vụ các bạn nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.